Anh làm cái gì ở đây vậy? Chị khỏe không? Chị Minh Anh. Tôi khỏe, cảm ơn. Vậy thì tốt. Tôi rất vui vì chị đã khỏe. Vậy chị có hối hận? Anh nói cái gì vậy? Tôi hối hận chuyện gì? Đừng có giả bộ nữa. Tôi biết là cô đang nói dối. Tôi biết cô chính là Mỹ Anh. Cô chắc chắn là Mỹ Anh. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Đừng có đùa như vậy. Em gái tôi sẽ không được vui đâu. Phải. Làm sao mà chị của cô vui được khi cô cướp lấy thân phận của chị mình hả? Anh sao vậy? Sao anh nói sàng bậy vậy? Tôi là Minh Anh. Mỹ Anh đang nằm ở phòng kế bên. Anh qua thăm em gái tôi đi. Tôi cần được nghỉ ngơi. Em còn định nói dối tới bao giờ nữa hả? Tại sao em phải nói dối mình là Minh Anh? Em có nghĩ tới cái ngày em tháo băng trên mặt em ra, sự thật nó cũng bị bại lộ hay không? Trên đời này không có chuyện gì giấu kín mãi mãi hết. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Không, tôi là Minh Anh. Tôi chính là Minh Anh. Em đúng là một diễn viên đó. Em diễn xuất quá giỏi. Không, tôi nói cho em biết. Tôi biết em chắc chắn là Mỹ Anh. Trong đồ dưới chân em chính là bằng chứng. Nếu như em vẫn tiếp tục trò lừa đảo này, vẫn tiếp tục nhận mình là Minh Anh, tôi sẽ gọi cho má em, gọi cho cả nhà Hải Đăng tới đây. Tôi sẽ làm sáng tỏ sự thật này trong hôm nay. Anh đừng gọi tôi là Mỹ Anh. Tôi là Mỹ Anh được chưa? Tại sao em lại làm chuyện này? Tại sao lại nhận mình là Minh Anh? Như cái này đúng không? Đúng. Em nghe cho rõ đây. Hoặc là em nói ra sự thật cho mọi người biết, hoặc chính anh sẽ là người nói. Em chọn đi. Anh sẽ không tàn nhẫn với em như vậy mà, đúng không? Anh sẽ làm như vậy. Anh đã quá ngu ngốc và yêu thương em, muốn cưới em làm vợ, muốn có gia đình với nhiều những đứa con với em. Nhưng em đối với anh như thế nào? Em đối với anh như thế nào? Chúng ta chia tay nhau rồi mà. Làm ơn đừng xen vào cuộc sống của em nữa có được không? Chia tay? Em nói chia tay làm tôi có suy nghĩ. Có phải em cố tình phá thai, tuyên bố chia tay tôi để thực hiện âm mưu cướp chồng của chị em hay không? Tai nạn đó có phải là do em gây ra? Có phải là do em làm hay không? Em lừa dối gia đình mình, lừa dối người thân của mình, lừa dối anh Hải Đăng và cả nhà của anh. Những chuyện em làm quá tàn nhẫn, tôi không thể nào nhắm mắt cho qua. Tôi sẽ nói chuyện này cho mọi người biết. Việc làm em giang xin anh đó. Bây giờ em lỡ như vậy rồi, khi tạo lập băng này xuống, em sẽ mang gương mặt của chị Minh Anh. Em giang xin anh đó. Em không phải là người xấu xa như anh nghĩ đâu. Không xấu xa mà giết con mình, không xấu xa mà đi cướp thân phận của chị mình. Chị em đang nằm bên kia kìa. Chị em không đủ đáng thương hay sao? Anh hiểu lầm rồi. Em không hề phá thai. Em nói gì là sao? Hả?
em bị dập thể nên xảy thai. Nhưng vì em giận anh nên em mới nói là em phá thai. Anh có biết là em đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần không? Giết lắm. Em thực rất yêu anh. Em đã từng muốn kết hôn với anh. Em đã từng nhủ với lòng là em sẽ nhân nhượng để sống hòa thuận với gia đình anh. Nhưng em cũng rất ghét anh. Em rất hận anh. Chính anh đã cướp đi cơ hội cả cuộc đời em mong muốn. Tất cả là tại anh. Gia dĩ không còn, con cũng mất. Em không còn tiếc sống nữa, anh biết không? Mi Anh, anh xin lỗi. Anh không biết là em bị trượt té. Anh xin lỗi vì đã đánh em, đã mắng chửi em. Tất cả là lỗi của anh. Anh không bàn bạc trước với em. Anh tự ý quyết định mọi chuyện, làm cho em hụt hẫng. Em bị mất vai diễn đó. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng sửa sai mà. Em cho anh một cơ hội được không? Cho anh một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu được không? Mỹ Anh, anh rất là yêu em. Anh xin em đó. Anh đừng mong ngán đường của tôi. Tôi sẽ không để anh phá hủy những gì mà tôi đang cố gắng xây đắp đâu. Anh đừng có mơ. Anh cũng biết mà. Trước giờ người mà má với cô Út yêu thương nhiều nhất chính là chị Minh Anh. Nếu họ biết người nằm bên kia là chị, họ sẽ đau lòng đến cỡ nào. Nếu như người đó là em, họ sẽ đỡ đau lòng hơn. Chị Minh Anh nằm bên đó con biết bao giờ mới tỉnh lại. Tiền viện phí vượt xa khả năng chi trả của gia đình em. Nếu như nhà anh Hải Đăng nản và bỏ cuộc thì chị em phải làm sao? Anh Diệt Lâm, em xin anh đó, hãy cho em sống rồi ít một lần. Từ trước tới giờ em luôn là gánh nặng của gia đình. Em xin anh, xin hãy giúp em. Xin anh hãy dơ kinh chuyện này được không? Vậy còn anh thì sao? Còn tình cảm của anh thì sao? Nếu anh giữ kín chuyện này, chẳng phải em sẽ trở thành vợ của Hải Đăng hay sao? Hả? Chúng ta đành phải hy sinh thôi anh. Nếu như chúng ta cưới nhau thì người ở giữa sẽ rất khổ sở. Em cũng không sung sướng gì. Mẹ với các em của anh, họ sẽ không được vui trọn vẹn. Chúng ta cần phải hy sinh vì người thân. Em diễn ra nhiều lý do như vậy chỉ vì em không muốn mất đi cơ hội đổi đời thôi. Đừng có làm bộ đáng thương trước mặt tôi. Dù em có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp với em đâu. Được. Nếu như anh không để yên cho em thì em sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Em đã mất tất cả vì anh, em mất tất cả. Em còn sợ cái gì nữa chứ? Mỹ Anh, em điên rồi hả? Em chết đi. Em điên rồi hả? Được, em điên rồi. Vì anh, em điên đó. Em chết đi. Minh Anh, em bị sao vậy? Hả? Có sao không? Trời ơi. Trời ơi. Sao vậy em? Cẩn thận.
một ngày không xa, tên tuổi của em sẽ được tất cả mọi người biết đến. Lúc đó em sẽ có một cuộc sống giàu sang, ai cũng ngưỡng mộ em hết. Anh đó nha, anh phải cố gắng phấn đấu biết không? Chứ mà nghèo như anh bây giờ là không có xứng với em đâu, nghe chưa? Bỏ anh là đúng mà. Anh là một thằng bất tài vô dụng. Anh không có làm gì được cho em hết. Bỏ anh là đúng rồi. Em bỏ anh là đúng rồi. Xảy ra chuyện gì vậy em? Em làm trợ con dao gọt trái cây, định cúi xuống nhặt mà bị té. Lúc đó anh Việt Lâm vào phòng, chưa kịp đỡ là anh vào. Ra vậy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Vẫn ổn. Mọi người trong công ty vẫn nhắc tên em. Anh Dương thì chăm bà đẻ nên không vô thăm em được, nhưng mà ngày nào cũng hỏi thăm em hết. Ba má cũng vậy. Nó mê tao dữ lắm. Rồi bỏ qua. Tiếp đi. Tiếp đi. Rồi. Chào mày. Ăn gì nó kêu mày. Hết luôn nha. Rồi. Rồi. Lại đi. Múc múc múc. Xin lỗi nha. Mày để chơi cái gì vậy mày? Xin lỗi anh trai, xin lỗi. Xin lỗi là xong hả mày? Em xin lỗi mà, xin lỗi tôi mà. Tôi đánh mày rồi tôi xin lỗi được không? Được không? Cho hả mày? Được không? Hả? Anh trai xỉn rồi anh trai, về đi. Nhìn gì mày? Quýnh ai vậy mày? Quýnh nó đó. Mày muốn chết phải không? Tao muốn chết đó. Mày muốn chết tao cho mày chết. Mày giỡn mày cái tao hả? Mày anh ơi. Đi nơi được rồi. Đang xấu rồi không? Có dậu. Thôi anh ơi, được rồi. Chơi ai vậy? Qua đi anh. Thôi. Trong tim của anh ấy đã không còn chỗ cho ai khác. Mình không thể sống như cái bóng bên đời của anh được. Mình nhất định phải sống một cuộc đời của mình, một cuộc đời thật vui vẻ. Sao? Con muốn đi du học nước ngoài à? Dạ. Con biết bất ngờ như vậy thì sẽ làm phiền đến ba, nhưng mà con muốn đi xa một thời gian để làm mới bản thân mình. Xin phép ba cho con. Nhưng sao lại đột ngột như vậy? Bộ con có vấn đề gì hả? Dạ không, con không có vấn đề gì hết á. Ba thì không thể hiểu con. Trước đây ba với má kêu con đi du học thì con một mực từ chối. Còn bây giờ thì con đột ngột đòi đi, làm sao? Vì bây giờ con thấy tầm nhìn của con hạn hẹp quá, con muốn vùng dậy một thời gian. Lần này ba chiều con nha ba.
Má, má ăn đi má. Không biết anh hai tụi bay có bận công chuyện gì không mà ba bữa nay không có gọi cho má. Má gọi cũng không bắt máy nữa. Má đừng có lo quá. Anh hai có nói với con, công ty có nhiều dự án, cho nên ảnh bận lắm. Có cần gì thì nhắn cho ảnh biết. Con quên nói cho má hay. Vậy mà sao không nói cho má biết, làm má lo bữa giờ luôn á. Con xin lỗi má, con quên. Ủa mà chừng nào chị mấy anh mới đẻ em bé vậy? Chừng nào vậy? À, cái đó còn lâu lắm. Em lo nhanh đi, để anh ba còn dọn rửa anh đi làm nữa. Ủa kỳ vậy? Mấy bố kêu sắp đẻ em bé mà giờ nói còn lâu lắm là sao? Là em bé chưa muốn chưa ra chơi hả? Cuộc họp lãnh đạo công ty ngày hôm nay có sự tham gia của Hải Đăng, giám đốc công ty CNC. Mỹ Anh à, anh rất là yêu em, anh không thể sống thiếu em được đâu. Mỹ Anh à, bây giờ em nói đi, anh phải làm cái gì để sửa sai đi, em nói đi. Để cho tôi yên, đó là cách tốt nhất anh nên làm bây giờ đó. Em nói đi, em có từng yêu anh hay không? Hay là em chỉ lợi dụng anh thôi? Tôi chưa từng yêu anh, và tôi cũng chưa từng yêu ai hết. Đối với tôi, tình yêu chỉ là cái vỏ bọc để lợi dụng nhau thôi, vừa lòng anh chưa? Cô Ngọc Vân, cô có liên lạc được với cậu Việt Lâm không? Hai ngày nay cậu ta không có tới công ty, tôi cũng không liên lạc với cậu ta được. Anh để tôi cố tìm ảnh thử xem sao. Ừ, cảm ơn cô. Ừ. Sao không nữa, em lo quá. Cháu không sao đâu. Trời ơi, anh Việt Lâm, anh sao vậy? Trời ơi, anh Việt sao Lâm? Vậy anh Việt Lâm, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu đi. Tại sao em lại cứu anh vậy? Anh có biết tự tử là một hành động rất là ngu ngốc không? Nếu bây giờ mà anh còn sống á, thì mọi chuyện đều có thể làm lại. Nhưng mà chết đi rồi là chấm hết. Anh có nghĩ tới gia đình, tới mẹ anh không vậy? Anh nhìn bộ dạng của anh ngay bây giờ đi. Nhưng anh không tìm thấy hạnh phúc.
Bây giờ anh không thấy hạnh phúc, nhưng mà tương lai anh sẽ có. Anh phải tin vào bản thân của mình chứ. Đừng có làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy nữa được không? Người con gái mà anh yêu thương đang từng ngày từng giờ giành giật lại sự sống, mà sao anh nỡ vừa buông tay rồi? Anh không thấy có lỗi với chị hả? Anh coi đi, anh đâu có phải trẻ con đâu mà đánh nhau mặt mũi bầm tím như vậy hả? Đến bản thân của anh còn không biết yêu thương trân trọng, thì anh đòi hỏi ai yêu thương trân trọng anh nữa bây giờ? Em nói đúng. Diệt Lâm, anh phải mạnh mẽ lên. Anh phải mạnh mẽ thì mới truyền được năng lượng tích cực cho chị Mỹ Anh, giúp chị mau tỉnh lại. Em không hiểu đâu. Em không hiểu anh sao? Ngọc Vân à, anh xin lỗi. Có nhiều chuyện anh không thể nói cho em biết được. Cô ta đang lừa dối anh hai em, đang lừa dối cả gia đình em. Vậy mà anh không thể dạy trần cô ta, anh đúng là chẳng ra gì mà. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Em về công ty đây. Em quên nói lời tạm biệt với anh. Em sắp phải đi xa một thời gian á. Em nói vậy là sao? Thì là vậy đó. Hy vọng là khi em quay trở về, anh sẽ trở thành một Diệt Lâm tự tin và mạnh mẽ. Cảm ơn em nha, đã làm anh tỉnh lại. Mọi người ở công ty đang chờ anh quay trở lại để làm việc đó. Em đã ghi đơn nghỉ phép cho anh rồi. Cảm ơn em. Ừ. Hải Đăng, em vô cùng bất ngờ khi nghe giọng nói của anh, nghe lại tên họ của anh. Anh có biết không, ngay từ phút giây đó em đã muốn đứng bật dậy, chạy ào tới ôm chầm lấy anh. Rồi tới lúc anh bất ngờ ôm lấy em ở hành lang công ty, em muốn thời gian ngưng động lại để giây phút đó cứ kéo dài mãi mãi. Cô tưởng là cô có thể trở thành Minh Anh bằng cuốn nhật ký này hả? Không phải chuyện của anh, trả cho tôi. Tôi đã kêu anh đừng tới đây nữa mà. Anh mau đi đi, đi giùm tôi cái đi. Được, tôi sẽ đi. Nhưng trước khi tôi đi, tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Giữa tôi với anh làm gì còn chuyện gì để nói? Cô không thể tưởng tượng ra được tôi đã đau khổ như thế nào khi nghe những lời tuyệt tình từ cô. Cô làm cho trái tim của tôi tan nát. Tôi biết là tôi đã hành động sai, khiến cô mất đi sự nghiệp, mất đi đứa con của chúng ta. Tất cả là lỗi do tôi, nên tôi đã không vạch trần cô. Và tôi không thể đẩy cô tới đường cùng được. Nhưng tôi sẽ để cô tự làm điều đó. Hãy tự quý hoại mình đi, hãy tự quý hoại nó bằng sự dối trá của mình đi. Khi lớp băng trên mặt của cô được tháo xuống, thì sự thật sẽ được phơi bày. Đồ đáng ghét, sao anh không đi chết đi, cứ lảng vảng trước mặt tôi hoài vậy? Đi chết đi. Xin lỗi chị, cô dọa là cô sẽ tự tử nếu như tôi nói ra sự thật. Tôi biết là cô chỉ dọa xuống, nhưng mà tôi không nỡ làm gì cô hết. Tôi đúng là một thằng hèn.
Ở trong lòng tôi rất hận cổ, nhưng tôi không thể làm gì cổ, vì tôi quá yêu cổ. Tình yêu đó còn lớn hơn nỗi thù kia nữa. Tôi phải giả công giả điếc để nhìn cổ cướp lấy thân phận của chị. Nếu như cảm thấy bất công thì chị làm ơn tính lại đi chị Minh Anh. Khi chị tỉnh lại, mọi thứ sẽ được phơi bày. Tôi sẽ luôn ở đây đợi chị, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị. Mia, cô đã chọn lựa con đường đi tới địa ngục. Cô đang bước chân trên con đường đó mà lại hy vọng sẽ đi tới thiên đường sao? Bác ấy có biết mình đã nhận nhầm con hay không? Nếu như biết, liệu bác ấy có chịu nổi sự đả kích đó hay không? Anh hai lấy quà. Diệt Lâm, mặt mũi con bị sao vậy? Con sợ bị té thôi má, không sao hết. Có thiệt là không sao không? Đi bệnh viện chưa? Con kiểm tra rồi, không sao hết má. Má đừng lo nha. Không sao là mai rồi đó. Mai mốt đi đứng cẩn thận nghe con. Dạ, con nhớ rồi má. Anh hai, Út, Út nhớ anh hai. Út muốn anh hai về chơi. Mà Út, Út hứa, hứa với anh ba là không hỏi khi nào chị Mỹ Anh đẻ em bé nữa. Không hỏi nữa. Út, em ra trước nhà chơi đi, để người lớn nói chuyện. Em cũng là người lớn mà, nói chuyện được mà. Ừ, Út là người lớn. Vậy người lớn có thích quà không? Đâu, quà đâu. Nè, anh hai cũng mua đồ tô màu chút nè, nhiều lắm đó. Đi tô màu, tô màu vui, tô màu vui. Đi tô màu, đi tô màu. Thanh. Dạ. Mấy cái này là trà, cất để cho má uống. Còn cái này là hộp bánh nha. Anh hai, em nói rồi mà, bây giờ em đi làm em có tiền rồi. Anh hai cứ để em lo cho má với Út cho. Anh hai để dành tiền đó lấy vợ đi. Thằng Thành nói phải đó con. Anh hai, chiều hôm qua em tát mương bắt được nhiều cá lắm. Cũng may là hôm nay anh hai về, để chút nữa em chạy ra chợ mua đồ về nấu lẩu cho nhà mình ăn nha. Hôm nay nhà mình phải ăn một cái nồi lẩu thiệt là ngon, thiệt là no nê. Ừ, là anh hai chở em đi. Dạ. Hổng rài á, không liên lạc được với anh. Má ở nhà lo lắm đó. Em phải nói dối với má để cho má an tâm. Cũng hên là hồi sáng anh gọi cho em. Không thôi á nha, là em lên Sài Gòn em kiếm anh rồi đó. Mà anh hai, có chuyện gì xảy ra hả? Anh hai xin lỗi. Tại vì anh hai phải giải quyết một số chuyện. Nhưng mà anh hai xử lý xong rồi, anh hai hứa là từ nay sẽ không để cho má với là hai đứa lo nữa đâu nha. Dạ. Má với em lúc nào cũng mong anh hai được hạnh phúc. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Sao lại không bắt máy vậy? Em. Dạ. Cho anh hỏi là Ngọc Dân có trong đó không? Chị Ngọc Dân đi nước ngoài rồi, chắc lâu lắm mới về đó. Hôm nay tụi em có trưởng phòng mới, bộ anh không biết gì sao? Đi nước ngoài thiệt rồi hả? Dạ, em nghe nói là chỉ bay chuyến sáng sớm hôm nay đó anh. Cảm ơn em nha. Dạ. Thôi
đừng có như vậy nữa. Cười lên đi. Anh cười lên á thì mới đẹp trai. Biết đâu á cái sự đẹp trai này sẽ làm cho người yêu của anh nhân nhượng anh thì sao? Anh việc lắm, đừng có uống nhiều như vậy nữa. Tự nhiên uống say mềm à. Trả lại đây cho anh. Không. Đừng có cản anh mà. Anh tỉnh táo lại đi. Mắc mớ gì vì một người con gái mà anh uống say ra cỡ này. Anh nên nhớ là anh còn có trách nhiệm với gia đình của anh nữa. Có mẹ anh, có em anh nữa. Yêu người này không vui thì đi yêu người khác. Mắc mớ gì mà quỵ lụy. Em biết cái gì về tình yêu mà nói. Em đã từng yêu ai chưa mà nói. Thì em chưa từng có kinh nghiệm trên tình trường, nhưng không có nghĩa là em chưa từng yêu ai. Dạ con nghe nè má. Dạ con đi sinh nhật bạn. Má đừng có chờ con nha, con sẽ về trễ á. Dạ con biết rồi, con sẽ cẩn thận. Đứng lên, đi về. Đứng lên. Anh không muốn về, em kệ anh đi. Mặc kệ anh mà tự nhiên sao anh gọi em làm gì? Thôi được rồi, để em gọi cho má anh, bàn giao anh cho bác rồi em về. Em đừng gọi cho má anh. Má anh bị bệnh tim đó. Má biết má buồn á. Coi như anh còn chút lương tâm đó. Đi về. Để anh dọn đó. Người anh nhớ lắm, thương lắm. Có sao giờ cảm thấy xa xôi. Hình dung anh luôn thân quen, nhưng cảm giác chẳng phải lúc xa. Anh Lâm. Anh Lâm. Anh Lâm. Em vốn gì vẫn luôn là người cất bước đi. Em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh nè, nếu như mà anh thấy không buông bỏ được thì anh phải cố gắng và phấn đấu trở thành phiên bản tốt hơn của mình, thì mới mong cô suy nghĩ lại. Chứ bây giờ anh cứ đâm đầu vô rượu chè, sống lay lắt như vậy, bỏ rơi bản thân. Em nói thiệt luôn á, là em cũng không quay lại. Cảm ơn em đã đối xử tốt với anh. Bây giờ em đi xa rồi, anh thấy mình cô độc quá. Nhanh lên chị hai. Rồi còn vô bệnh viện nữa đó. Sáng nay mình anh nó mở băng. Trời ơi, em hồi hộp muốn chết à. Không biết là nó giống được như hồi trước hay không chị ha. Tôi cũng hồi hộp quá. Muốn đi theo mọi người ghê á. Đi gì mà đi. Ở trong đó người ta không có cho nhiều người vô đâu. Với lại còn cái quán đây nữa. Anh đi rồi ai coi chừng. Tôi biết rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi đi theo làm sao được. Cô Út nè. Hả? Vô trọng á, khi mà thấy kết quả rồi á, cô gọi điện thông báo cho tôi biết liền nha. Được rồi, tôi biết rồi. Có gì tôi gọi điện cho. Nè. Gì nữa? Nếu mà được nữa, cô chụp hình Minh Anh
gửi cho tôi thì càng tốt nữa. Được rồi, để tôi chụp hình tôi gửi cho anh. Ừ. Mà anh nhắm coi anh quán xuyến nổi không? Được mà, giờ này á khách cũng bớt rồi, tôi lo được, cô yên tâm đi. Ừ. Chị hai, sao bữa nay em ru vậy? Hả? Đi vô chuẩn bị đồ để đi thăm Minh Anh chứ sao chị đứng đứng em ru vậy? Chắc là chị hai cũng đang hồi hộp đó mà. Hồi hộp cái gì, mình cũng phải đi cho nhanh để trễ vợ giờ á. Đi. Đi thôi chị. Con bé Minh Anh nó hiền lành dễ thương, tới ông trời cũng phải thương nó mà. Cô đã sẵn sàng chưa? Cô xem đi. Những vết sẹo đang còn trên mặt sẽ sớm được hồi phục thôi. Cô không cần phải lo. Tôi có thể tuyên bố ca phẫu thuật của chúng ta đã kết thúc. Thành công của chúng ta đã vượt xa mong đợi. Thật là kỳ lạ. Chị hai. Bác, chị có sao không? Đưa bác ấy qua phòng bên nghỉ ngơi đi. Dạ dạ. Thích thật ha. Từ ngày hôm nay tất cả chúng ta sẽ được làm việc trong một môi trường mới, hết sức là hoành tráng luôn. Công ty K&D từ trước tới giờ em chỉ đi ngang qua thôi và ngước lên nhìn tòa nhà đó, chứ chưa được đặt chân vô tòa nhà đó lần nào. Thì từ giờ được ra vô mỗi ngày rồi, thích lắm đúng không? Nè, mọi người khẩn trương lên, còn một tiếng đồng hồ nữa có xe đến rước. Mà không biết bây giờ thì Minh Anh đã tháo băng chưa ha? Không biết là gương mặt của con bé sẽ như thế nào đây. Hồi hộp ghê á. Mà không biết sếp mình có cưới Minh Anh không ta? Sao lại không? Cả năm nay không phải sếp luôn tận tụy với Minh Anh hay sao? Nhưng mà tôi sợ là... Dạ. Tôi nghe giám đốc. Tình trạng của Minh Anh sao rồi hả? Tốt quá rồi. Dạ. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Chào giám đốc. Dạ. Oh, chúc mừng. Sao anh? Minh Anh của chúng ta lúc này là phải đẹp hơn ngày xưa nhiều đó nghe. Mừng quá. Vậy là phòng mình phải đi ăn mừng thôi. Anh Dương hả? Đúng rồi đó. Chiều nay chúng ta sẽ đi ăn mừng và anh chị sẽ lo hết chầu này. Wow. Trời, em định chơi lớn vậy luôn hả? Chứ sao, em nghe Minh Anh khỏi như vậy là em rất là mừng luôn. Tiếc gì nhiều đó chứ. À mọi người, hay là tụi mình tính ngày đi thăm Minh Anh đi. Không có được. Sếp có dặn dò, ai muốn lại thăm Minh Anh á là đại diện một hai người thôi. Nhưng mà bây giờ tình hình Minh Anh đang điều trị, chưa có hoàn thành cái khuôn mặt của Minh Anh nữa mà. Vậy hay là mọi người ưu tiên cho mẹ Bỉm này đi. Tại vì chị rất là nhớ Minh Anh, mà chị cũng muốn ẵm em bé để cho Minh Anh xem mặt nữa nha. Vậy thì anh chị thay mặt cả phòng mình đi thăm Minh Anh nha. Ok. Nhất trí. Thôi đi nè. Đi thôi. Nhanh lên. Chị hai, chị khỏe chưa? Gì mà xúc động ghê vậy không biết nữa à. Nhưng mà em nói thiệt nghe, em mừng ghê vậy đó. Bây giờ hả, cái đường nét trên mặt của Minh Anh á, nó rõ nét, sắc nét hơn hồi trước nữa đó chị. Đúng là may mắn. Ừ. Là thần kỳ. Thiệt. Thần kỳ thiệt chứ bộ. Em biết là
Chị buồn, chị nghĩ tới thằng Mỹ Anh đúng không? Nhưng mà thôi, chị cũng ráng vui lên đi, để cho Minh Anh nó thấy, nó đỡ phải suy nghĩ. Chị ráng nằm nghỉ chút đi, rồi vô truyền hết chai nước này á. Cái em dẫn chị qua thăm Minh Anh nghe. Giờ em tính nói với chị, em đi ra ngoài gọi điện cho anh Phúc, báo cho anh biết một tiếng cho anh mừng. Em đi đi. Dạ, vậy em đi nha. Thật không thể tin được, thật là hoàn hảo. Đây là một thành công lớn, một bước đột phá trong lĩnh vực này. Nhưng rất tiếc, giới chuyên môn không thể đánh giá được năng lực của tôi. Vì cô, tôi không thể tuyên bố sự việc này. Nếu tôi đưa ra hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật, hai khung xương khác nhau hẳn, là mọi chuyện sẽ bại lộ. Bây giờ tôi chỉ có thể âm thầm tự hào mà không thể chia sẻ được với ai cả. Tôi phải hy sinh rất nhiều vì cô đó. Cảm ơn bác sĩ. Tôi vô cùng biết ơn bác sĩ. Đừng quên giao kèo giữa chúng ta nha. Đương nhiên rồi. Vậy hả? Ủa? Vậy thì mừng quá. Tôi mắc coi chị hai nên tôi chưa chụp hình gửi cho anh. Nhưng mà yên tâm đi, để tôi chụp cho anh coi. Chút tôi qua gặp nó nè. Thôi, cô cứ lo cho chị hai đi, rồi có gì gửi sau cũng được mà. Tôi biết vậy là mừng rồi. Thôi vậy tôi cúp máy hen. Vậy đi nghe. Xin cảm ơn trời Phật. Chị đã chính thức bị cướp đi thân phận rồi. Sao chị cứ nằm im hoài vậy? Chị phải tỉnh dậy đòi lại thân phận của mình đi chứ. Ba. Việt Lâm ở bên đó sao rồi ba? Tốt hơn cả mong đợi. Sao bác không ở bên đó với chị Minh Anh mà lại qua đây? Bác có thể yên tâm về nó rồi. Chỉ thương cho đứa con tội nghiệp này thôi. Mừng ghê vậy á. Công nhận bây giờ á, y học phát triển thần kỳ thiệt. Gương mặt của Minh Anh á, bị thương trầm trọng vậy á, mà họ chỉnh sửa làm sao y như hồi trước. Tôi thấy còn đẹp hơn hồi trước nữa đó nghe. Giỏi thiệt. Gia đình của Hải Đăng á, tốn rất là nhiều tiền cho hai chị em nó. Đã vậy còn tạo công ăn việc làm cho tụi mình ở trên này, để tiện bề gần gũi hai đứa nhỏ. Thiệt á, Minh Anh á, nó thiệt là tốt số mà. Mười mốt á, mạng Mỹ Anh á, nó tỉnh lệ nữa nghe, là coi như nhà mình vui trọn kiếp luôn đó. Chị hai, chừng nào Minh Anh xuất diện vậy chị hai? Chị hai, chừng nào Minh Anh nhà mình nó xuất diện vậy? Đầu tuần sau. Ý, vậy thì chút nữa để em vô em dọn dẹp phòng cho nó. Có cái gì mà khiên vác nặng nhọc đó nghe, cô Út để tôi lo cho. Biết rồi. Thôi mấy đứa cứ ăn cơm tiếp nha, chị no rồi. Chị ra ngoài hóng gió.
Dạ. Tội nghiệp chị hai, niềm vui không có được chọn. Con Minh Anh thì khỏe mạnh về nhà, còn con Mỹ Anh nằm bất động ở trong đó. Cái gì đây? Là sắp vỡ với hai bộ áo dài. Sắp tự trường rồi. Cúc mang tặng cho Nga đó. Năm nào Cúc cũng cho tôi á. Tôi ngại quá. Ngại cái gì mà ngại? Tụi mình là bạn bè thân với nhau mà. Tôi cảm ơn Cúc nghe. Nhưng mà chắc năm nay tôi không đi học được nữa rồi. Sao vậy? Nếu như mà Nga có khó khăn gì á thì Nga nói với tôi nè. Rồi tôi nói với cô chủ nhiệm, mấy bạn trong lớp cũng sẽ chung tay lại để giúp cho Nga. Nga học giỏi vậy mà bỏ học sớm uổng lắm. Đáng lẽ là tôi phải nghỉ học từ năm ngoái rồi á, nhưng má tôi biểu ráng học tới lớp 9 để lấy cái bằng cấp 2. Mà giờ má tôi bệnh trở nặng, tôi phải ở nhà chăm sóc má với phụ buôn bán kiếm tiền nữa. Chắc là tôi không học lên được nữa Cúc à. Nhưng mà tôi có nghỉ học á, Cúc cũng đừng nghỉ chơi với tôi nghe. Tụi mình vẫn là bạn bè thân thiết hả? Đương nhiên rồi. Nè, tôi còn nghĩ nha, sau này á, hai tụi mình sẽ lấy hai anh em cùng nhà làm chồng. Rồi á, tụi mình sẽ trở thành chị em bạn dâu. Tôi sinh con ra, Nga cũng sinh con ra. Hai đứa nó sẽ chơi thân với nhau. Tụi mình thương tụi nó y như con của mình vậy á. Cúc nghĩ xa quá. Chứ sao, Cúc đẹp gái vậy nè, lại được học hành đàng hoàng nữa, chắc chắn Cúc sẽ được hạnh phúc. Còn tôi hả, chắc tôi không lấy chồng đâu. Ở vậy Cúc cho tôi xem con Cúc với con tôi vậy nghe. Cho luôn. Tôi nha, tôi mà tôi sanh con ra là tôi sẽ dạy nó gọi Nga bằng má. Rồi á, hai tụi mình nuôi nó lớn lên. Thật không ngờ những lời nói đùa vui lúc nhỏ khi lớn lên lại giận vào người hai chúng ta. Tôi nuôi con của Cúc, tuy tôi chưa hề ngắt nhéo hay đánh đập nó, nhưng mà giờ đây tôi còn làm cái điều ác độc hơn. Tôi nhắm mắt làm ngơ để cho con gái ruột của mình cướp đi thân phận con gái của Cúc. Tôi biết mình có tội với Cúc, nhưng mà Cúc ơi, tôi không thể làm gì được hết. Tôi không thể đẩy con gái của tôi vào đường cùng được. Cúc ơi, tôi khổ lắm, Cúc có biết không? Cô không cần phải lo lắng nữa. Tuy vẫn còn vài vết sẹo, nhưng trị liệu bằng tia laser vài lần nữa sẽ hết. Nhờ cô lấy cái gương cho cô ấy. Dạ. Dạ đây. Xem đi. Tuyệt vời. Cảm ơn bác sĩ. Minh Anh. Minh Anh. Minh Anh, em khỏe không? Chị nhớ em quá à. Chị mừng cho em lắm. Đâu, để chị coi. Đúng là em đẹp hơn trước rất nhiều luôn á. Ôi, mọi thứ trên gương mặt em đều rất hài hòa và cân đối. Đẹp quá em ơi. Đúng là em quá đẹp luôn á.
Anh chị ngồi đi. Ngồi đi em. Anh chị mừng lắm. Anh chị em trong phòng á, ai cũng muốn vô đây thăm em hết trơn á. Nhưng mà em mới vừa bình phục. Bệnh viện á thì lại không cho vô đông người, nên vợ chồng anh đại diện cho cả phòng tới thăm em đó. Nè nè, đây là quà của cả phòng. Sao nặng dữ vậy? Đây, tặng em. Đó. Đây nữa nè. Còn đây là hoa của chị tặng cho em. Chị biết là em thích nhất là hoa hồng, cho nên là chị cố tình mua hoa hồng cho em đó. Nè, tặng cho em nè. Thôi để đó đi. Em biết không, anh chị định ẵm cô Bin tới đây để em biết mặt. Nhưng mà lúc sáng thì cô Bin được ông ngoại đón đi chơi, chưa có về. Thôi để hôm nào chị sẽ chở cô Bin tới để chơi với em ha. Trong người em hoàn toàn bình phục chưa Minh Anh? Em thấy khỏe rồi. Trên mặt con dài vết sẹo, nhưng mà chắc vài hôm nữa hết thôi. Anh chị yên tâm đi. Em sao vậy? Từ lúc rời khỏi bệnh viện tới giờ, anh thấy em trầm ngâm hoài. Anh à, anh có thấy là Minh Anh á không giống như Minh Anh trước kia không? Sao em lại nói như vậy? Anh có thấy là Minh Anh á nhìn vợ chồng mình với ánh mắt rất là hờ hững, giống như người xa lạ vậy á? Hay là Minh Anh sắp trở thành vợ của sếp rồi thay đổi? Em nghĩ đi đâu vậy? Tính tình Minh Anh ra sao vợ chồng mình hiểu rõ mà. Cô ấy không phải là loại người như em nghĩ đâu. Em cũng nên thông cảm cho Minh Anh. Những gì cô ấy đã trải qua thật quá là khủng khiếp. Mười mấy ca phẫu thuật, trời ơi, nghe không á, anh đã khiếp vía rồi. Như vậy mà cô ấy đã vượt qua sống chết kề cận. Bao nhiêu thứ như vậy á, có khi tinh thần của Minh Anh cũng chưa ổn định lại, chưa thể quan tâm tới điều gì khác đâu. Em đừng có buồn, đừng có để bụng, nghe không? Có lẽ là do em quá ích kỷ nhỏ nhen. Ừ. Cho nên là nãy giờ em cứ thấy buồn trong bụng mà. Khi nào mà Minh Anh ra viện á, vợ chồng mình phải tổ chức tiệc chúc mừng em ấy nha anh. Đồng ý. Bây giờ tôi đã dần hồi phục. Từ bây giờ tôi sẽ sống cuộc đời của chị. Nghĩa là tôi và anh ấy đang sắp làm đám cưới. Có thể là chị sẽ hận tôi, nhưng tôi không xin lỗi chị đâu. Để có được như hôm nay không dễ dàng gì. Trong khi chị đang nằm đây hôn mê, tôi đã phải trải qua 11 cuộc phẫu thuật để trở thành một con người mới. Chị muốn nghĩ gì về tôi thì nghĩ. Tôi nghĩ lần này số phận đã cho tôi cơ hội, thì tôi đâu có ngu ngốc bỏ qua cơ hội quý giá này. Dù muốn hay không, chị phải chấp nhận tôi. Dạ chào cô. Từ bây giờ dạy chăm sóc em gái tôi, nhớ là không để em gái tôi một mình. Dạ, tôi sẽ làm như vậy. Đúng là không thể tin vào mắt mình được.
Để tôi nhìn kỹ cô một chút coi. Là cô đây sao Mỹ Anh? Cô đang sống với gương mặt của một người khác sao? Anh mà còn gọi tôi Mỹ Anh một lần nữa, tôi không chắc là tôi sẽ làm gì đâu. Tránh ra đi. Cô tới đây làm gì? Nói đi. Tôi tới tìm em gái của mình không được sao? Em gái hả? Em gái sao? Tôi phải đi rồi. Chào. Nhìn cô bây giờ hoàn hảo thật. Hình như là đẹp hơn trước thì phải. Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Xa lạ quá. Tôi là em rể của cô đó. Anh mau biến khỏi cuộc đời tôi đi. Chính cô là người đã hủy hoại cuộc đời tôi. Cô không nhớ hả? Mọi chuyện tốt đẹp hết hả em? Dạ, còn con dạ dết sẽ cũng đã sắp lành rồi. Bác sĩ Tài hay thiệt. Đúng như lời đồn, đúng là một phù thủy mà. Nhưng mà em vẫn còn buồn nữa. Hồi trước vẻ mặt em đẹp hơn. Bây giờ em đẹp hơn mà. Đường nét trên gương mặt của em vẫn như vậy. Nhưng có vẻ như em biến thành một người hoàn toàn khác rồi. Em đẹp hơn thiệt không? Thiệt. Tính cách của em cũng thay đổi luôn rồi. Mình đi đi anh. Em không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa đâu. Được rồi, thưa quý cô, anh sẽ đưa em về nhà. Mọi người đang đợi chúng ta đó. Má của em ngày hôm nay đóng cửa quán không tiếp khách, chỉ đặc biệt dành riêng cho em thôi. Không, em muốn về nhà anh trước. Em muốn cảm ơn ba má anh. Chi phí điều trị rất là cao. Nhưng mà anh không thể để gia đình em đợi được. Không sao đâu, em sẽ gọi cho mẹ em. Mọi người sẽ hiểu mà, không có giận đâu. Đi. Xích xích qua đây tí anh. Rồi. Ê, để yên, để yên, đi. Nhích lại con. Con ơi. Hả? Gì con? Lần nào gì Minh Anh mới về tới? Sắp tới à con. Dạ. Gắn bên đây nữa, bên đây nữa. Má nghe nè con. Mà tụi con tới đâu rồi? Không sao. Không sao đâu con. Chị, Minh Anh nó gọi điện, nó nói gì ạ? Nó nói là tới nhà của Hải Đăng trước, rồi chiều hay là tối gì á, nó mới về nhà mình. Thì cũng đúng rồi. Nó phải tới nhà người ta cảm ơn ngay sau khi nó xuất viện chứ. Nhưng con nó bụng quá. Thôi mình cứ dọn lên ăn đi. Rồi chiều mình nấu cái khác. Dạ. Dạ, chào cậu. Dạ, chào cô. Đi. Mình vô đi em. Anh thấy em vậy được chưa? Em đẹp lắm rồi. Có gì đâu mà căng thẳng vậy chứ. Lần đầu tiên em tới nhà anh mà. Ý là lần đầu tiên sau khi em nằm viện. Ba má của anh sẽ rất là vui khi gặp lại em đó. Anh nghĩ má anh thích quà này không? Má của anh rất là dễ. Quà nào má cũng thích hết đó. Thôi mà, đừng có lo lắng vậy, không có gì đâu. Nha. Đi. Ba má coi, con dẫn ai về thăm ba má nè. Minh Anh, con xuất viện bác mừng quá. Con thấy trong người sao, khỏe hẳn chưa? Dạ con khỏe rồi, vừa mới xuất viện. Con kêu anh Hải Đăng dẫn về đây thăm hai bác luôn. Chúng ta sắp là người một nhà rồi, cô đừng khách sáo như vậy ha. Con ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Ngồi xuống đi ha.
Dạ, con tặng bác. Con cảm ơn bác vì thời gian qua đã lo lắng cho con. Cảm ơn con. Con để đó đi. Dạ. Bác rất mừng vì thấy con khỏe mạnh như vậy. Nhưng lẽ ra xuất viện con nên về nhà ngay chứ. Dạ Minh Anh muốn qua đây cảm ơn ba má, rồi con đưa cổ về bệnh liền. Minh Anh có gọi điện cho má cổ rồi. Út, hình như cô Út đang buồn chuyện gì phải không? Tôi có buồn gì đâu, tôi bình thường mà. Thôi mà Út đừng có giấu tôi. Cô á là người không có biết nói dối. Buồn vui gì á là cô thể hiện trên gương mặt hết trơn à. Cô nói á là Minh Anh nó về bển cảm ơn người ta trước là đúng. Vậy giờ mắc mớ gì buồn? Thì đó, mấy lần vô trong bệnh viện thăm nó, khi có gia đình của Hải Đăng á, là nó chỉ chú tâm tới những người bên đó không à. Nó không có quan tâm gì đến má của nó với cô Út hết trơn á. Mà Minh Anh nó đâu phải là người vậy đâu. Đối với nó, lúc nào má nó với cô Út cũng là số một mà. Vậy là cô Út đang ghen tị với nhà ở bển rồi nè. Tôi có ganh tị gì đâu. Thì biết là gia đình bên đó giúp nó nhiều như vậy thì nó trân trọng họ là đúng. Nhưng mà tôi thấy sao sao á. Nếu như là Mỹ Anh á thì tôi sẽ thấy chuyện đó là bình thường. Nhưng đằng này á lại là con Minh Anh. Mà Minh Anh nào giờ nó đâu phải vậy đâu. Thôi cô Út đừng có nghĩ nhiều như vậy, buồn lắm. Cứ thoải mái đơn giản đi, cho đời nó tươi trẻ. Ủa, bộ tôi già lắm hả? Đâu có, ai mà nghĩ như vậy. Tính ra nha, số cha con tôi á may mắn thiệt đó nghe. Được hưởng phước của nhà cô, khi khổng khi công cái trở thành người thành phố. Mặc dù chỉ làm công thôi, nhưng mà có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Không phải thuê mướn chỗ ăn ở. Sao tự nhiên cái khi khổng khi không? Không có đâu, tại vì tôi thương. Út thương ai? Thương mấy bông. Tôi không có nỡ xa nó nên tôi mới kêu lên trên đây làm việc chung với tôi đó. Làm tôi mừng hụt hả? Mừng hụt gì? Tôi tưởng cô Út thương... Thương ai? Mà thôi, quê sệ rồi, không nói nữa. Nè, chú Duyên hả? Người gì đâu mà như khúc gỗ vậy đó. Nói thiệt, ta sẵn cả đà đó, ta tán luôn đi. Chán thiệt chứ, ông này. Ôi dạ. Em ngồi đi. Em sao vậy hả? Anh thấy em không được thoải mái. Em có cảm giác mẹ anh không thích em. Em làm gì sai hả? Không có đâu. Do em căng thẳng quá cho nên mới nghĩ vậy thôi. Em không nhớ hả? Trước đây má với em rất là hợp nhau. Má rất là thương em. Chính má là người hối thúc tụi mình cưới sớm trong năm đó. Em nhớ những chuyện đó chứ. Nhưng mà từ nãy tới giờ em vẫn có cảm giác má không thích em. Không có gì đâu. Chắc do em suy nghĩ nhiều quá thôi. Anh nghĩ là má thấy em mệt cho nên là không dám nói chuyện nhiều với em đó. Từ từ rồi hai người sẽ lại thân thiết như xưa. Wow, phòng của anh đẹp với ngăn nắp quá ha. Giỏi quá ta. Cái này hình anh hồi nhỏ. Dễ thương ghê. Em làm cho anh ngạc nhiên đó. Em nói cứ như là lần đầu tiên tới phòng của anh vậy. Từ lúc em bị tai nạn tới bây giờ, tất cả mọi thứ vẫn y như vậy, không có gì thay đổi hết.
cái gì với em cũng mới mẻ hết á. Em từ cõi chết trở về mà. Cái phòng anh đẹp như vậy, sang trọng như vậy mà lại có cái gàng xấu xí này ở đây, làm phòng mất sang. Anh nhìn nè, màu thì quê, căn thì cũ, thì ghê. Em làm cho anh sợ đó. Sao em có thể quên chiếc khăn này được? À không, dĩ nhiên là em nhớ chứ. Đây là cái khăn kỷ niệm của hai đứa mình mà. Đúng rồi, cái khăn này nè, chính tay em đang tặng cho anh. Lúc nào anh cũng coi nó là vật quý báu. Khi không có em thì chiếc khăn này thay thế em bên cạnh anh. Em nhớ mà. Em chỉ đang tự cười mình. Sao hồi trước có thể chọn cái khăn quê mùa như vậy. Bây giờ mình sắp về chung nhà rồi, cái khăn này cũng cũ quá rồi. Anh không cần giữ lại bên mình đâu. Đã có em sưởi ấm cho anh rồi mà. Nhưng mà anh vẫn muốn giữ nó. Thì tùy anh. Minh Anh à, bác rất thương con. Bác rất muốn con làm con dâu của bác. Điều này chắc con đã biết. Dạ. Con gặp tai nạn, trải qua rất nhiều nỗi đớn đau, có hàng chục lần lên bàn mổ. Bác càng thương con hơn. Nhưng mà bác chỉ có một mình thằng Hải Đăng là con trai. Bác mong nó lấy vợ, sanh con, sống cuộc đời hạnh phúc. Yeah, con xin hứa vậy bà. Con sẽ là một người giàu hiền vợ thảo. Chúng con sẽ hạnh phúc, bác yên tâm nha. Bác tin vào tấm lòng và tình cảm của con. Nhưng nói thật, bác không tin vào sức khỏe của con. Bác e rằng con sẽ không thể nào mang thai rồi sinh nở một cách bình thường được. Mà nếu có sinh con được thì những đứa trẻ mà con sinh ra, liệu nó có khỏe mạnh thông minh không, khi mà cơ thể của con đã hấp thu quá nhiều thuốc men như vậy. Bác. Ba, má kêu Minh Anh vô gặp riêng. Có phải là muốn ngăn cản chuyện đám cưới của tụi con không ba? À, ba cũng không biết nữa. Nhưng nếu thực sự có chuyện đó thì má con làm như vậy cũng là vì lo hạnh phúc cho con thôi. Ba luôn ủng hộ hai đứa mà. Rồi từ từ má con sẽ hiểu. Không sao đâu, con đừng có quá lo lắng. Bác không tán thành cuộc hôn nhân này. Bác muốn hủy hôn. Bác cũng đã nói điều này với má của con rồi. Nhưng mà cho dù có hủy hôn, con cũng cứ yên tâm. Bác sẽ lo lắng cho em gái của con như từ khi nó bị tai nạn cho đến nay vậy. Còn cái quán đó nữa, bác cũng sẽ để lại cho gia đình con, coi như là bác bù đắp cho con, được không con? Thưa bác, con và anh Hải đang yêu nhau như thế nào bác cũng biết rồi đó. Trước đây con cũng đã từng rụt lui, mà suốt mấy năm trời anh có yêu được ai đâu. Bây giờ thì con không thể nào rời xa anh được bác à. Con đã trao cho anh cái ngàn vàng. Bây giờ bác biểu con phải làm sao khi mà con phải rời xa anh. Với lại cho dù con có chủ động chia tay, anh cũng không bao giờ chịu đâu. Anh nói với con lần trước khi chia tay, anh vô cùng hối hận. Bây giờ cho dù gia đình con cấm cản, anh cũng sẽ cưới con. Khi đó không phải là bác mất con trai bác còn sợ hả? Minh Anh, con đang hăm dọa bác hay sao? Thưa bác, con không có dám hâm dọa bạn, con chỉ nói sự thật thôi. Con xin bạn, xin bạn đừng chia rẽ con với anh Hải Đăng. Con hứa, con sẽ là một người vô hiền vợ thảo. Con sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Còn chuyện con cái, bác sĩ cũng nói con bình thường mà bạn.
Minh Anh. Minh Anh. Minh Anh, lúc này má nói gì với em mà em không vui vậy? Không có gì đâu, em muốn một mình anh về đi. Minh Anh à, sao vậy? Sao tự nhiên đuổi anh về? Kệ em, anh được bận tâm, lát nữa em tự về. Minh Anh. Anh bưng nêm trà đi. Minh Anh à, Minh Anh, nghe anh nói nè, có chuyện gì phải nói cho anh biết anh mới giải quyết được chứ. Em cứ im im vậy, anh phải làm sao đây? Thôi mà, nói cho anh nghe đi. Hồi nãy má nói gì với em? Mẹ anh muốn em một lần nữa chủ động rời xa anh đó. Giờ anh tính sao đây? Minh Anh à, vì má anh có những lo lắng chưa được thông suốt, em đừng có lo quá. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Em cứ tin anh đi, chắc chắn anh sẽ thuyết phục được má thôi. Em đừng có buồn. Em không buồn sao được. Rõ ràng là má anh không còn thương em. Em thấy tủi thân lắm. Minh Anh, anh yêu em, anh thương em, má cũng rất là thương em. Chỉ cần anh nhờ bác sĩ tư vấn về sức khỏe của em cho má hiểu, chắc chắn là mọi chuyện sẽ qua thôi. Thôi, tụi mình về nha, chắc mọi người đang đợi em đó. Đi em. Chúc mừng cháu yêu của cô. Dạ. Chú xin chúc mừng cháu Minh Anh. Con cảm ơn chú. Chị ơi, em mừng chị. Chị đẹp như một nàng tiên vậy đó. Con gái của má, con đã về, vậy là tốt rồi. Mẹ, bác cảm ơn con. Chính con đã đưa con gái của bác từ cõi chết trở về. Cảm ơn con và gia đình của con. Chúng ta là người nhà mà, bác đừng nói vậy. Thôi, bây giờ chắc mọi người cũng đói bụng hết rồi. Mời cả nhà ngồi xuống, nhập tiệc luôn đi. Hôm nay á là Út chuẩn bị toàn những món ăn con thích thôi. Nhưng mà má con biểu chuẩn bị thêm món ăn Minh Anh thích nữa. Má còn thương nó lắm. Thôi cả nhà mình ngồi vô ăn đi. Mời. Con ngồi xuống, xuống đi. Ngồi xuống đi con. Phải mặc mấy cái đồ này thiệt á hả? Ác mộng mà. Trời ơi, đồ gì mà già như mấy bà cô 40-50 tuổi vậy đó. Không có một bộ nào trẻ trung hết trơn á. Chán chết. Chấp nhận được. Nhưng mà không được. Bây giờ mình chưa thể nào để lộ sơ hở được. Em. Anh uống thuốc đi.
Cảm ơn em. Em sao vậy? À, có phải em gặp riêng Minh Anh và nói gì với nó rồi à? Ờ, chắc là em vẫn muốn ngăn cản đám cưới tụi nhỏ. Anh à, anh có thấy Minh Anh nó khác trước không? Anh có thấy cái gì khác lạ đâu, ngoài những vết sẹo mờ mờ trên mặt nó. Em không nói về dung mạo nó, em nói về tính cách rồi thái độ, không có giống như nó trước đây. Chắc là tại vì em luôn muốn đẩy hai đứa nhỏ xa nhau nên mới có cảm nhận về con bé như vậy. Chưa hạch có thấy cái gì khác lạ đâu, con bé vẫn ngoan ngoãn và dễ thương như trước. Cái đứa con trai của mình là đứa hiểu Minh Anh nhất, mà con nó cũng đâu thấy gì khác lạ đâu. Cái thằng con si tình đó thì nói làm gì? Em à, em đừng có như vậy nữa, đừng có chia rẽ tụi nhỏ nữa. Hai đứa nó đã trải qua rất nhiều đau khổ, hai vợ chồng mình phải thương nó nhiều mới phải. Đến anh cũng không đồng tình với em nữa hả? Anh tự biết lý do vì sao mà em làm vậy mà. Anh biết, anh hiểu em mà. Anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Minh Anh sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn đâu. Má sao vậy? Con về với má rồi, má không vui hả? Má vui lắm chứ. Má tưởng là đã mất con trong vụ tai nạn đó, nhưng mà con đã về với má, khỏe mạnh, lành lặn như vậy. Má vui lắm, không có gì để mà diễn tả được hết. Mừng lắm má, con không ngờ có được ngày hôm nay. Từ trước tới giờ con làm gì cũng thất bại, mặc dù con đã rất cố gắng, nhưng mà từ bây giờ ông trời đã dòm ngó con rồi. Từ bây giờ má đừng lo gì nữa, má cứ giao việc buôn bán cho cô Út đi. Bây giờ má chỉ việc ngồi chơi hưởng phước thôi, con sẽ cho má cuộc sống như bà Hoàng. Mỹ ạ, Minh Anh nè, có chuyện này lâu nay má chưa dám nói với con. Chuyện gì mà? Hôm trước mẹ của cậu Hải Đăng có tới gặp má. Bà ấy nói muốn hủy hôn ước giữa hai nhà. Má lo. Má yên tâm, con nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Bằng mọi cách con phải làm dâu nhà đó. Con ơi, hay là con cứ sống cuộc sống bình thường bên cạnh má thôi, được không con? Mẹ nói gì vậy? Con đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ, trải qua biết bao nhiêu đau đớn, đâu phải để sống cuộc sống bình thường đâu má. Con ơi, con được sống là may mắn lắm rồi con à. Má sợ, sợ một ngày họ phát hiện ra thì... Mẹ lại vậy nữa rồi. Họ phát hiện ra cái gì? Con là Minh Anh, con là Minh Anh. Má làm ơn nhớ kỹ giùm con đi. Mà má cũng đừng bắt con sống cuộc đời bình thường gì đó nữa. Nếu mà như vậy thằng cũng chết đi cho rồi. Thôi được rồi, má không can thiệp vào cuộc sống của con. Nhưng có một điều này má cần phải nhắc nhở con. Là điều gì? Má nói đi. Nếu con đã quyết định sống với thân phận của chị con thì con phải sống đúng như nó. Con đừng quên, cậu Hải Đăng và mọi người yêu quý Minh Anh không chỉ vì gương mặt. Ý của má là cho dù với gương mặt này, với tính kế của con cũng không ai yêu được hết, đúng không? Má, má nên nhớ con mới là con ruột của má.
Minh Anh chỉ là con riêng của ba, là con của tình địch mà. Má nỡ lòng nào vui dập con đẻ của má để đưa Minh Anh lên cao như vậy? Chính vì con là con đẻ của má, chính vì má không muốn mất con, không muốn con phải tự tử chết đi khi sự thật phơi bày, cho nên má đã cắn răng giả mù giả điếc để mà giấu nhẹm chuyện này. Má cảm thấy xấu xa tới mức muốn chết đi khi phải đối diện với Hải Đăng và gia đình của cậu ấy. Tại sao vậy chứ? Người ta tốt với mình như vậy mà má con mình thì đi lừa dối họ. Hơn nữa đời người chưa bao giờ tâm trạng của má tồi tệ như lúc này. Con có hiểu cho má hay không? Tại sao má phải làm khổ mình như vậy? Con với má có làm gì tội lỗi với gia đình họ không? Ngược lại, mình còn đang giúp họ mới đúng. Bạn nghĩ đi, anh Hải đang yêu thương mình anh tới vậy, gia đình họ cũng yêu quý chị ấy. Nếu họ phát hiện ra sự thật, có phải họ sẽ rất đau lòng không? Rồi sau này, nếu như mình anh chết đi hay là cứ sống đời thực vật thì Hải Đăng phải làm sao? Còn lấy thân phận của mình anh làm vợ anh, yêu thương quan tâm lo lắng cho anh thì có gì sai em à? Hay là trong mắt má chỉ có mình anh mới xứng đáng có được cuộc sống đó, còn con thì không? Mà nói như vậy mà con không hiểu, hay là con cố tình không hiểu? Má biết là không thể nào ngăn cản con, má chỉ mong là con sống tốt, chỉ mong con có được những gì con mơ ước. Rồi một ngày nào đó, khi mà chị con ra đi, má sẽ lên chùa ngày ngày làm công quả, ngày ngày sám hối. Má đã chọn sẵn con đường đó cho má, bao nhiêu tội lỗi, nếu như có thể được, má sẽ gánh hết thay con. Má ơi, con biết là má thương con, má chịu đựng rất nhiều, hy sinh cho con rất nhiều. Má đừng lo, từ nay về sau con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Má đừng giận con, đừng ghét bỏ con nha má. Làm sao má ghét bỏ con được chứ? Bởi vì con là núm ruột của má mà. Đến con cũng phản đối má nữa sao? Không phải con phản đối, con chỉ phân tích để má nghĩ thoáng hơn thôi. Con hỏi má nè, nếu anh hai con cưới một cô gái bình thường khác thì hả, có ai dám đảm bảo là cổ sẽ sinh con cho anh con được không? Thiếu gì người khỏe mạnh bình thường mà còn hỏng sinh con được, má cũng biết mà. Chưa kể tới cái chuyện anh hai con có bị vô sinh hay không nữa. Chưa biết. Cái con nhỏ này, nếu bây giờ má cứ khăng khăng chia rẽ anh con với chị Minh Anh á, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, ảnh sẽ chống lại má rồi bỏ ra ngoài sống với chị ấy. Má có chịu mất con trai không? Thứ hai, vì chữ hiếu, ảnh làm theo lời má, không cưới chị. Má nghĩ ảnh có chịu cưới người khác không? Có hạnh phúc khi sống với người khác hay không? Chào con gái. Hai ba. Hello. Hai má con đang nói chuyện gì vậy? Bà xen vô có phá đám không? Anh nói chuyện với nó luôn đi. Em bây giờ hả, bị cô lập rồi. Ê, em ở đây với anh chứ. Em thừa rồi, em là người thừa rồi, để em đi ngủ đi.
Bà này. Ồ, má giận rồi ba ơi. Chết ba rồi. Kể cho ba nghe chuyện bên đó đi. Tôi sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Sớm thôi, nhất định tôi phải đạt được điều đó. Mười ơi. Dạ. Dạ. Con ra coi coi ai tới giờ này vậy. Dạ. Dạ thưa bà, là cô Minh Anh tới ạ. Minh Anh? Dạ. Con ra nói với con nhỏ là bà không được khỏe, không muốn tiếp khách. Dạ. Tôi tới thăm bác gái. Dạ, bà chủ trong người không được khỏe, đang nghỉ ngơi ở trong. Bà có dặn tôi á là bữa nay không có tiếp khách. Cảm phiền cô nha. Bà không khỏe, bà bị bệnh hả? Vậy để tôi vô thăm bác. Dạ không. Cô mà vô trong á là tôi bị đuổi việc đó. Cô thông cảm nha. Tôi xin phép. Được lắm. Bà nghĩ là bà sẽ chia rẽ được tôi với anh Hai Đăng sao? Cứ chờ đó. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Trời ơi, Minh Anh, sao cô không bắt máy chứ? Em gọi cho anh đi, anh lo cho em lắm đó. Em có biết không? Dạ, con chào bác. Dạ bác ơi, con là Hải Đăng. Minh Anh có ở tiệm với bác không bác? À không, nó đang ở nhà. Có chuyện gì không con? À, dạ không. Tại con gọi điện cho Minh Anh không được. Dạ xin lỗi, con đã làm phiền bác. Dạ con chào bác. Em sao vậy? Sao anh gọi điện em không nghe máy? Nhắn tin cũng không trả lời. Em có biết em làm vậy anh lo cho em lắm không? Em khỏe. Em không sao đâu. Anh đừng có lo cho em. Anh về đi. Minh Anh, em sao vậy? Hả? Có chuyện gì vậy? Mình dừng lại đi anh. Tụi mình không cưới nhau được đâu. Em phải bỏ cuộc thôi. Minh Anh, em nói cái gì vậy? Hả? Tụi mình trải qua bao nhiêu thử thách rồi mà em lại muốn từ bỏ? Có phải là
Em sợ má anh không đồng ý chuyện tụi mình hôn. Anh nói với em rồi, má của anh sẽ bằng lòng thôi. Cho anh thêm thời gian đi nha. Anh không muốn nghe em nhắc tới hai từ chia tay nữa đâu. 2 năm xa nhau, em đã sống trong khổ sở. Bây giờ không có anh, em không biết phải sống như thế nào. Nhưng mà em không muốn tại vì em mà anh phải chống đối với mà anh. Vậy chứ em chết trong tai nạn đó luôn thì ai biết mấy. Nghe anh nói nè, em không được nói bậy, rồi mọi chuyện sẽ... Mà anh nói đúng, là em không có khả năng mà lại hạnh phúc cho anh đâu. Anh đừng có thương hại em, anh hãy quên em đi. Kìa Minh Anh, xung quanh anh có nhiều cô gái tốt lắm, rồi anh sẽ quên em thôi. Chúc anh hạnh phúc. Nè Minh Anh à, nghe anh nói nè Minh Anh. Em xin Minh lỗi anh. Anh buông em ra đi. Minh Anh, Minh Anh. Minh Anh à, Minh Anh, mở cửa cho anh đi em. Anh muốn gặp em mà. Minh Anh, mở cửa cho anh đi. Minh Anh. Minh Anh, Minh Anh ơi, con mở cửa cho cậu nó đi. Cứ để hả, đập cửa chút là nát cái cửa nhà mình luôn á. Minh Anh nè, ở ngoài đó trời mưa lớn lắm á, hai đứa có chuyện gì thì mình cũng phải mở cửa cho người ta đi vô nhà, rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đàng hoàng. Con, cậu Út đừng mở cửa, cũng đừng trả lời, mặc kệ anh. Cậu Út nhớ chưa? Minh Anh, anh có chuyện muốn nói với em. Mình gặp nhau đi em. Minh Anh, mở cửa cho anh đi. Minh Anh, trời, Minh Anh ơi, trời, cái con nhỏ này sao nay nó xử sự kỳ cục gì không biết nữa. Hai đứa làm vậy, mình đứng giữa, mình biết làm gì vậy? Minh Anh, Minh Anh, mở cửa cho anh đi. Minh Anh, Minh Anh ơi. Tiếp tục đi, anh cứ gào thét đi, nổi điên hơn nữa đi. Em đã đánh cược cả cuộc đời mình vào ván cờ này, em nhất định phải thắng. Hãy đặng nói bớt sốt chứ em. Cô ngăn cản con tụi mình nữa. Hồi nào đến giờ em có thấy thằng Hải đang nói yếu đuối, say sưa bệ rạc như bây giờ chưa? Em buồn quá anh à. Tại sao thằng Hải đang nó không được mạnh mẽ như con Ngọc Vân? Em có nhớ ngày xưa lúc ba má anh ngăn cản tụi mình cưới nhau, anh cũng ngã bệnh cả tháng trời.
Thằng Hải Đăng nó giống anh mà. Má làm mọi chuyện cũng chỉ vì hạnh phúc của con thôi. Con phải làm cho má đau lòng tới cỡ này con mới chịu hả? Con tỉnh rồi hả? Má. Trời, con làm cho má lo quá. Mà tại sao vậy? Cứ mỗi lần có chuyện buồn là lại đi uống rượu, té ngã ngoài đường, giống y như ba con vậy đó. Con xin lỗi vì đã làm ba má lo lắng. Con, tại sao con là đàn ông mà con lại lụy tình đến như vậy chứ? Anh chọn ngày đẹp đi, tổ chức đám cưới cho tụi nó. Má, má, má nói thiệt hả má? Ừ. Má không muốn nhìn thấy con bề thai như thế này nữa. Con mà cứ như vậy là không có cưới hỏi gì hết đâu đó. Con cảm ơn má. Có những chuyện chỉ có thể giữ ở trong tim, không thể nào nói ra được. Mà những chuyện không thể nói ra bằng lời thì vĩnh viễn sẽ không thể nào quên được. Trong khi họ xong đám cưới thì chị vẫn nằm ở đây. Phải tỉnh dậy đòi lại thân phận của mình đi chứ. Chị tính đó là sẽ dành cho Minh Anh một sự bất ngờ. Chị chỉ mời Minh Anh đi ăn thôi. Xong rồi khi đến đó thì Minh Anh sẽ thấy mọi người có mặt đầy đủ, cùng với rất nhiều quà dành cho Minh Anh. Mọi người có đồng ý không? Em đồng ý nha. Em đồng ý hai tay. Chắc là sẽ vui lắm đó. Chắc là Minh Anh sẽ cảm động lắm ha. Mà đã lâu rồi em chưa gặp lại chị ấy, em cũng mong lắm luôn á. Tôi cũng vậy, không biết Minh Anh phản ứng sao ha. Thích quá đi. Mọi người trật tự đi, để chị gọi cho Minh Anh nha. Rồi chị em mình á không có gặp nhau đi ăn uống. Chị muốn mời em ngày mai. Xin lỗi chị nha, gần đám cưới tôi bận lắm. Bữa khác nha, bye. Bạn với bè toàn thứ gì đâu. Sao vậy? Không biết có phải mình mới vừa gọi cho Minh Anh không nữa. Sao mà hoang mang quá vậy? Chuyện gì vậy? Thì em chưa có kịp nói dứt câu nữa, Minh Anh đã nói là đang bận lo đám cưới, bận lắm, rồi cúp máy luôn à. Gì kỳ, gì kỳ vậy? Sao kỳ quá vậy? Mà bữa trước ở bệnh viện á, em đã nói là em thấy có sự thay đổi, mà anh không có tin. Sao? Lần trước có chuyện gì nữa hả chị Ánh?
cái chuyện hôm nay thì chị không có muốn nói, bởi vì chị nghĩ là có thể là chị đã hiểu sai về Minh Anh. Nhưng mà thêm chuyện hôm nay nữa thì chị mới thấy là chị đã hiểu đúng. Dạ, con nghe nè má. Dạ, ngày mai con có cuộc họp quan trọng, nhưng má yên tâm, con không để cho má cô đơn đâu. Dạ, dạ. Đây là dịp quan trọng để mẹ chồng và nàng dâu thân thiết với nhau hơn. Gì nữa vậy trời, đã từ chối rồi mà. Dạ, alo, anh yêu à, em nghe nè. Em đang làm như vậy Minh Anh. Dạ, em đang nhờ anh. Ngày mai em rảnh không? Em đi rửa thiện với má anh nha. Dạ, mai hả anh? Em thích lắm. Vậy em gọi cho má anh đi, rồi ngày mai em với má anh tự liên lạc với nhau rồi đi từ thiện nha. Dạ. Bye em. Từ thiện gì, cha muốn chết. Nhưng mà cô phải ráng diễn thôi chứ sao giờ. Dạ, alo, bác hả? Ngày mai con đi từ thiện với bác nha. Dạ, con biết rồi. Con thích đi từ thiện lắm. Dạ, hẹn gặp bác ngày mai nha. Dạ, con chào bác. Minh Anh ơi, Minh Anh, ra đây giúp bác lựa đồ cho bọn trẻ con nè. Con lựa chắc là hợp hơn bác đó. Dạ. Có đẹp không? Anh có mua quà cho em nè, nhất định là em sẽ thích. Đây. Nè, đẹp không? Thích không? Anh không biết con mình là con trai hay con gái, cho nên anh mua màu trắng. Con trai hay con gái gì mà cũng được. Màu trắng? Anh còn tưởng là em không thích đó. Bây giờ anh mua đỡ thôi. Mai mốt mấy tuần nữa mình biết con trai hay con gái rồi, lúc đó anh mua nhiều hơn nha. Minh Anh, Minh Anh, làm sao mà con từ người ra vậy? Dạ, tại vì con thấy được con nít dễ thương quá, mê quá. Dễ thương ha? Dạ. Con có khát nước không? Hay là bây giờ bác con mình đi tìm đồ uống nha. Dạ. Mới đi có chút xíu đã mỏi chân rồi, già cả chán vậy đó. Để con đi lấy nước. Dạ, con chào bác. Chào cậu. Cậu là... Dạ, con có gặp bác mấy lần ở trong bệnh viện đó. Con là Nhiệt Long, con là bạn trai của Mỹ Anh. À, bạn trai Mỹ Anh hả? Dạ. Bác nhận ra con rồi. Hèn gì bác cứ thấy ngờ ngợ như là đã từng gặp con ở đâu.
Xin lỗi con chị, bác không nhận ra nha, trí nhớ tuổi già kém lắm. Dạ không sao đâu bác. Bác mua cái gì mà nhiều vậy? À, đây là mấy món đồ bác mua cho trẻ em ở làng mồ côi, lát nữa bác tới đó. Vậy hả bác? Ừ. Chào chị. Sao lại có mặt ở đây? Tôi không có theo dõi chị đâu nha. Ủa, sao lại theo dõi? Con nói giỡn với chị thôi bác. Dạo này cháu có vào viện để thăm Mỹ Anh không? Dạ, con vô bệnh viện mỗi ngày. Con không thể để một cô gái giống như Mỹ Anh tội nghiệp nằm ở trong đó được. Alo, bác xin phép. Dạ. Bác nghe điện thoại chút. Em nghe anh. Anh bị điên hả? Sao anh dám tiếp cận bà ấy? Cô mới đúng là bị điên đó. Tôi gặp người quen cho nên là tôi chào hỏi thôi. Nhưng mà nói chuyện với bác vui quá à. Chắc tôi với bác có nhiều chuyện thú vị để nói với nhau lắm. Với lại tôi cũng muốn nhìn gần cô một tí, nhìn kỹ một tí, coi cô diễn vai con dâu của đại gia như thế nào. Wow, cô diễn xuất sắc thật. Tôi nhìn tôi còn tưởng là Minh Anh thật đó. Anh cẩn thận cái miệng anh. Anh mau đứng dậy rồi khỏi đây ngay đi, đồ khốn. Ăn nói thô lỗ quá à. Không có giống Minh Anh chút nào hết. Phải cẩn thận thái độ của mình chứ. Nếu không người ta phát hiện ra sự thật xấu xa bẩn thỉu của cô đó. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ để cho cô sống trong lo sợ, không có một ngày bình yên, đến khi cô chịu không nổi phải tự thú trước tất cả mọi người thôi. Ủa, cậu đi rồi hả con? Dạ, anh ấy có việc gấp nên đi trước rồi bác. Anh ấy có chuyện lời chào bác. À, vậy hả? Tiếc quá, bác chưa nói chuyện được nhiều với cậu ấy. À, bác trai gọi điện nhắc bác là mua thật nhiều đồ cho bên làng trẻ em mồ côi. Lát nữa uống nước xong bác với con đi mua thêm nha. Con có mệt không? Dạ không bác, được làm việc ý nghĩa con rất là vui. Những lúc có thời gian cô từng tới đây để chơi với mấy đứa nhỏ. Bọn chúng trên tay thế này quên hết muộn phiền con à. Dạ. Thiệt, đứa nhỏ dễ thương như thế này mà cha mẹ nào lại nỡ bỏ rơi nó chứ. Trong khi không biết bao nhiêu người mong chờ một đứa con mà không được đó. Đúng rồi cô. Ngoan, thương em, thương em. Minh Anh, con làm sao vậy? Bị đau ở đâu hả? Dạ không, tại vì con thấy hoàn cảnh mấy bé đáng thương quá nên con không kịp được nước mắt. Cô đúng là người nhân hậu. Con dâu tương lai của cô cũng nhân hậu giống như cô. Minh Anh, con thấy em bé dễ thương không? Con bồng thử em bé nha. Dạ con. Bồng đi mà. Thôi, con sẽ ẵm em bé là rớt em bé xuống đất. Em bồng thử đi, em bé không có dễ rớt vậy đâu. Đúng rồi, con tập đi, sau này còn làm mẹ nữa mà. Nè thử coi. Em bé lớn rồi, không có nhỏ xíu nữa, không sợ nha. Đây của con nè. Tưng 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 tưng. Đó, con bồng được mà. Thấy không? Chết rồi chị ơi. Như em bé nó tệ hay sao á? Chết. Chị xin lỗi em, hồi nãy chị quên mặt tả cho bé rồi. Làm người em hết rồi hả? Còn sao đâu, con xin phép vô nhà vệ sinh. Ngoan nè. Ngoan nha, giỏi đi cô Thương nè. Giỏi nha con.
Bực mình quá đi. Dạ em nghe. Dạ không, em không có mệt, em thích lắm. Cảm ơn anh vì đã tạo cơ hội cho em được làm những việc ý nghĩa này. Dạ. Mấy đứa nhỏ dễ thương lắm anh. Em vui lắm. Anh tới đón em về bác đúng không? Dạ. Bye bye anh. Chị ơi, chị đẹp quá à. Làm cái gì vậy? Chị ơi, chị xinh đẹp quá. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Làm cái gì dơ hết đồ người ta? Có chuyện gì vậy con? Dạ không. Con thấy mấy bé dễ thương quá cho nên là con chơi chung. Không có gì đâu bác. Dễ thương ha. Ủa, bé con làm sao chị? Không sao đâu bác. Chắc là bé nó lỡ làm dơ. Không có sao hết trơn á. Mấy đứa nhỏ dễ thương ghê. Trời ơi, thiệt á. Đọc xong á thì mình cất nó đi đi. Quăng tứ tung gì. Khổ ghê á. Trời 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 đất ơi. Trời ơi. Trời ơi, thiệt là không thể nào tưởng tượng được mà. Trời ơi, cái gì đây? Trời đất ơi, cái gì mà sao lung tung beng hết trơn hết trội vậy nè? Trời... Cầm ràm cái gì vậy cô Út? Trời đất ơi, đây nè, đó, chị coi đi, chị coi đi, chị coi hết cái nhà đi. Trời ơi, coi kìa, cái gì mà quăng quần nơi, vắt áo nơi, giống như ngồi vắt dẻo mà chơi vậy đó. Trời ơi, cái nhà mà lung tung beng hết trơn hết trội hả? Em nói thiệt với chị nha, hồi trước kia con Minh Anh nhà mình á, nó hả, gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ lắm mà. Tự nhiên gần đây nó kỳ cục vậy. Em cảm giác cái người đang ở trong cái phòng này nè không phải là con Minh Anh mà là con Mỹ Anh hay sao á. Chứ nghĩ sao mà nó có thể nằm trên một cái đống rác vậy được. Thôi cô Út ra ngoài tiệm coi phụ chú Phúc đi. Để đó tôi dọn cho. Ừ vậy chị đi đi. Dọn được không? Được mà, đi đi. Thôi em ra nha. Chút có gì chị ra chị nhập hàng giùm em nghe không? Giấu được bao lâu hả con? Má. Con trai chờ má lâu chưa? Dạ con cũng mới tới. Ừ. Ủa, cái váy của em bị sao vậy? Đâu có sao đâu ạ. Chắc là mấy đứa nhỏ nó làm dơ, không có sao hết trơn á. Thôi được rồi. Để anh đưa má về, sau đó anh đưa em đi mua sắm. Anh sẽ đền cái váy mới cho em. Thôi không cần đâu. Hải đang nói đúng đó con. Bác thấy con có mấy bộ đồ mặc đi mặc lại hoài, mua thêm đi con. Dạ con cảm ơn bác. Chúng ta về thôi. Em muốn mua cái gì nữa không? Về được rồi. Bên đó có nhiều đồ kìa, qua bển đi hả? Thật không ngờ cũng có ngày mình được tự do mua sắm.
tự do chọn lựa những món hàng sang trọng ở đây. Thật là thích quá đi. Ăn đi anh. Không đợi Hải Đăng về sao em? Không, nó đưa Minh Anh đi mua sắm rồi về bên đó ăn tối. Hôm nay mọi việc tốt đẹp hả em? Dạ tốt lắm anh. Mấy người ở đó khen Minh Anh vừa dịu dàng vừa nhân hậu. Nó còn bật khóc khi thấy mấy đứa nhỏ nữa kìa. Anh đã nói con bé là người tốt mà. Nhìn thấy nó mũi lòng trước mấy đứa trẻ như vậy, em chắc nó là đứa rất yêu quý trẻ con. Cầu mong ông trời ban cho nó những đứa con khỏe mạnh thông minh. Coi em kìa. Thôi ăn đi em. Dạ. Ăn đi anh. Cảm ơn em. Em khác xưa nhiều quá, không giống em chút nào. Hả? Ý anh là sao? Thì trước đây mỗi lần hai đứa đi mua sắm, anh có nài ép năn nỉ cỡ nào, em nhất quyết cũng không chịu mua quá hai bộ đồ. Với lại trước đây chưa bao giờ anh thấy em thích thú khi mà đi mua sắm như vậy luôn á. Đúng là sau vụ tai nạn em thay đổi nhiều lắm á. Từ khi tỉnh dậy, em thấy cuộc đời này đẹp lắm. Em hứng thú với tất cả mọi chuyện, chứ đâu có riêng gì chuyện mua sắm. Ủa, bộ anh tiếc tiền với em hả? Trời, em nghĩ gì vậy? Hả? Anh không tiếc với em bất cứ thứ gì hết. Chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc khi em vui thôi. Vậy là em hiểu lầm anh rồi. Em xin lỗi anh nha. Nè, hai đứa uống gì không chú Phúc pha luôn cho nè. Dạ. Rồi tính chừng nào đám cưới đây nè, báo cho chú biết, tặng chú may quần áo mới. Rồi cô Út con á còn phải dưỡng da nè, rồi ép mỡ nữa chứ. Anh nói vậy ý là anh nói tôi nhiều mỡ hả? Tôi nhiều mỡ thì cái tí á tôi. Đó, tụi con thấy không, chú mở miệng ra là bị mất quay à. Ai biểu ba nói cô Út mập chi. Ừ, con thấy cô Út tròn tròn vậy con mới thích, chứ ôm nhòm con không thích đâu. Đó, anh thấy chưa? Ba nói ép mỡ, tức là ba ép cô Út ăn mỡ nhiều nhiều, đặng cho nó tròn trịa, dễ thương. Trời ơi, cô lẻo lưỡi thấy ghê chưa? Anh mà nói mỡ mỡ hơn chút ha, tôi lấy cục mỡ heo á, tôi hít anh. Ê, ăn đừng, cho rồi. Đừng. Hai người này lớn tuổi rồi mà cứ như con nít vậy đó. Con đừng cười nghe Hải Đăng. Dạ con thấy vui mà bác. Hôm qua má của con có gọi điện cho bác, nói là sẽ đi coi ngài, rồi gặp bác để bàn chuyện đám cưới của hai đứa. Dạ bác không cần phải lo gì hết, mọi chuyện đã có con rồi. Khi mà định ngày xong thì tụi con sẽ đặt thiệp, lúc đó bác muốn mời bao nhiêu khách cũng được. Bác cũng định là mời hạn chế thôi. Rồi xong đám cưới thì về quê làm bữa tiệc nho nhỏ, mời bà con hàng xóm vậy là đủ rồi. Với lại đường xá xa xôi mà mình mời họ lên vậy là cũng làm phiền cho họ. Dạ bác tính sao cũng được. Anh hay là ngày mai mình đi đặt vé cưới luôn đi, không lại lo không kịp đâu đó. Em quên là năm ngoái mình đặt váy cưới rồi sao? Với lại cái mẫu thiết kế đó em đã rất hài lòng mà. Bây giờ em ốm hơn rồi, với lại từ lần gặp chuyện xui xẻo đó em cũng không có muốn mặc lại mấy thứ đó nữa. Mình nhặt lại đồ mới hết đi nha anh. Được rồi, anh sẽ sắp xếp đưa em đi. Cảm ơn anh. Nhìn cô Út mắc cười quá.
Nhìn cô Út giống con ma quá đi. Trời ơi, con không biết gì hết trơn á. Mình nó mặt nạ vậy nè, chứ da dẻ nó mịn màng, nó tươi trẻ. Để đám cưới của chị Minh Anh á, Út không có bị tủi thân, con hiểu không? Ý, cô Út đắp mặt nạ cho con đi. Thôi, con còn nhỏ, da con đẹp sẵn rồi, đừng có đắp nữa. Thì con muốn đẹp hơn thôi mà. Cô Út đắp mặt nạ cho con đi. Thôi được rồi, nằm xuống đi, Út đắp cho. Dạ. Nằm xuống này, nằm đây. Đó. Chờ một chút hả? Dạ. Nằm được không? Dạ được. Đó, nằm im nghe. Con mà đắp rồi á, con thích dữ lắm. Dạ. Được chưa nè? Mát không? Dạ mát. Con quạt đi, con quạt tay vậy nè. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Con, sao mà quần áo gì con quăng lung tung vậy nè hả? Hồi trưa là cô Út vô đây dọn dẹp, cô Út đã cằn nhằn rồi, nói là sao căn phòng bây giờ không phải là phòng của Minh Anh nữa. Con xin lỗi, tại con chưa khỏe hẳn nên lười dọn dẹp. À má, cái đống đồ này nè, con không mặc nữa đâu, lát con đem bỏ. Trời ơi, đồ còn tốt mà con, sao bỏ đi phí vậy? Má ơi, bây giờ con nhiều đồ lắm, toàn là đồ hiệu không à, má không tưởng tượng được đâu. Cái váy này nha, nhìn đơn giản như vậy mà có giá gần 20 triệu á. Sắp tới con sẽ còn mua sắm nhiều nữa. Mấy cái đồ này không bỏ để làm gì? Nhưng mà mình cũng đâu có được xài phung phí vậy đâu con. Trời ơi, đối với má đó là số tiền nhiều, nhưng mà đối với anh Hải Đăng, mấy cái này có nhầm nhò gì đâu, mới lo gì. Nhưng mà đó là tiền của người ta. Con với anh sắp cưới nhau rồi, có cần phải phân định rạch ròi vậy không má? Thì má dặn hờ vậy thôi. Còn mấy cái áo quần này nè, nếu mà con không có xài tới nữa thì má đem cất, rồi để coi coi ai cần thì má cho người ta, chứ bỏ thì phí lắm. Tùy má. Thời gian qua, cậu Việt Lâm đã rất nỗ lực trong công việc. Tôi rất hài lòng về những kết quả mà cậu đạt được. Chiếc ghế phó giám đốc bộ phận đang chờ cậu đó. Cố gắng nữa nha. Dạ, cảm ơn chủ tịch. Đầu tháng sau, cậu sẽ ra Hà Nội một chuyến. Công việc có thể kéo dài cả tháng. Cậu cố gắng hoàn tất công việc ở đây trước ngày đi đi nha. Dạ, tôi hiểu rồi chủ tịch.
Hải Đăng, tôi muốn nghe báo cáo về bộ phận công ty CNC từ khi sáp nhập vào KND. Dạ. Wow, đúng rồi đó. Ủa sao mày đẹp như vậy? Rạng rỡ thiệt đó. Ok. Minh Anh. Ủa, mọi người ơi, mọi người ơi. Chị Ánh. Trời ơi, đúng như lời chị nói không hề sai luôn á. Thiệt không thể tin nổi mà. Cái gì? Chị nói chuyện gì mà em không tin nổi cái gì? Cứ nói không đầu không đuôi vậy sao chị biết được? Em vừa mới gặp Minh Anh. Rồi sao? Mà mọi người biết gì không? Hồi nãy á, cổ không hề hỏi em một câu luôn. Mà ánh mắt cổ nhìn em á, như người xa lạ vậy á. Mà cũng đúng thôi. Minh Anh bây giờ á, vừa xinh đẹp, vừa sang trọng. Đâu có phải như Minh Anh bình dân trước kia đâu. Trên người cổ bây giờ toàn là đồ hiệu cao cấp thôi. Người ta thường nói á, giàu là đổi bạn cũng đúng mà. Nhưng mà đổi tới mức mà như chưa từng quen biết thì đúng là lạ nha. Chị Ánh với anh Dương hồi trước thân với Minh Anh cỡ nào, còn bị ra rìa, huống hồ gì là tụi mình chứ. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không lâu nữa mình sẽ là giám đốc phu nhân, rồi vài năm nữa sẽ là chủ tịch phu nhân. Mình đi tới đâu mọi người sẽ phải cúi chào mình. Thích thật. Sao hả? Nhìn bức tranh này em có nhớ lúc anh tỏ tình với em không? Sao lại không nhớ? Ngày quan trọng như vậy làm sao em quên được chứ. Đợi anh có lâu không? Em cũng mới tới thôi. Anh hợp xong chưa? Mình đi luôn bây giờ nha. Anh có một số việc phải trao đổi với các trưởng phòng. Em đợi một chút nha. Dạ. Yeah. À, anh đã nói chuyện với em vụ CNC sáp nhập công ty chính rồi đúng không? Đồng nghiệp trước đây của em đang làm ở tầng phía dưới á. Em muốn xuống thăm họ không? Thôi đợi lúc khác đi. Em không muốn làm việc người ta đang làm gì. Vậy đợi anh chút nha. Dạ. Yeah. Giám đốc. Anh gặp tôi có chuyện gì? Tôi chỉ muốn hỏi thăm giám đốc tình hình sức khỏe của Minh Anh. Cảm ơn anh, sức khỏe của Minh Anh rất tốt. Hoàn toàn không có di chứng gì sao? Trong tai nạn Minh Anh đã va đập vào đầu mà, tôi lo. Thật ra lúc trước tôi cũng lo lắng giống như anh vậy đó. Nhưng mà may mắn là cô ấy không sao. Ngoài việc hơi năng động hơn lúc trước, còn lại mọi thứ tôi chưa thấy có gì bất thường hết. Có phải lúc nãy Minh Anh tới công ty tìm giám đốc không? Cô đang ở trong phòng của tôi á. Cô đến thăm mọi người nhưng mà sợ làm phiền trong lúc mọi người đang làm việc. Nhưng mà sao tôi thấy anh Dương căng thẳng vậy? Giám đốc à, có việc này tôi sẽ nói ra với giám đốc để giám đốc lưu ý. Là chuyện gì? Tôi có cảm giác như là Minh Anh bị lãng quên một số thứ. Lúc nãy Châu nè gặp Minh Anh, rồi Minh Anh xem Châu như người xa lạ vậy đó. Nhưng mà Minh Anh á thì tôi rất là quý, nên tôi mới nói cho giám đốc biết để giám đốc có thể là tư vấn cho bác sĩ thêm, để giúp cho Minh Anh có thể bình phục trở lại như xưa. Có việc đó sao? Cảm ơn anh, tôi sẽ lưu ý. Cảm ơn giám đốc. Phòng của anh đẹp với ngăn nắp quá ha. Giỏi quá ta. Cái này hình anh hồi nhỏ dễ thương ghê. Em làm cho anh ngạc nhiên đó. Em nói cứ như là lần đầu tiên tới phòng của anh vậy. Từ lúc em bị tai nạn tới bây giờ, tất cả mọi thứ vẫn y như vậy, không có gì thay đổi hết.
Cái gì với em cũng mới mẻ hết á. Em từ cõi chết trở về mà. Cái phòng anh đẹp như vậy, sang trọng như vậy, mà lại có cái thằng xấu xí này ở đây làm phòng mất sang. Anh nhìn nè, màu thì quê, căn thì cũ, thì ghê. Đúng rồi, Minh Anh hình như không hoàn toàn nhớ hết những chuyện trước kia. Anh à, em cũng muốn xuống bếp phụ mẹ lắm, mà phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nói là em không có nên tiếp xúc với hơi nóng á. Không có cần đâu nha. Hai đứa đói chưa? Chờ ba về rồi mình ăn ha. Dạ, cứ từ từ má. Tụi con chưa có đói lắm. À, hồi nãy Minh Anh muốn xuống bếp phụ má đó, nhưng mà bác sĩ dặn là trong giai đoạn này phải hạn chế tiếp xúc với lại bếp núc. À, má hiểu mà, không sao đâu. Cũng có gì đâu mà phụ, xong hết rồi. Thế má cưng em chưa? Bạn thích hoa cẩm chương hả? Con cũng vậy á. Trong tất cả các loại hoa, con thích nhất là hoa cẩm chương. Con nghe nói hoa cẩm chương đại diện cho sự quyến rũ và niềm kiêu hãnh đó bác. Má, ba mới gọi điện cho con, ba nói nửa tiếng nữa ba về. Má, má đã coi ngày đám cưới cho tụi con chưa? Để lát má gọi điện cho má Minh Anh hẹn gặp để bàn một số chuyện cần thiết. Dạ. À, chừng nào thì má con rảnh Minh Anh? Dạ lúc nào cũng được rồi đó ba. Công việc ở quán đã có cô Út lo rồi. Đám cưới xong mình đi hợp tuần trăng mật ở Mỹ đi anh ha. Kể từ khi còn nhỏ, em đã ước mơ được đặt chân tới Hollywood, kinh đô điện ảnh và giải trí của thế giới. Em sẽ bước dọc đại lộ danh vọng và đi thăm các phim trường, được tận mắt nhìn thấy bối cảnh của các phim đình đám, chắc là thích lắm đó anh. Sao anh dừng xe vậy? Không phải em từng nói với anh, em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju, Hàn Quốc sao? Con người ai mà không thay đổi? Ý thức của con người là dễ thay đổi nhất mà, đúng không anh? Anh hiểu. Nhưng mà từ lúc xuất hiện tới bây giờ, em rất không giống với trước kia. Có nhiều thứ em đã lãng quên rồi, có đúng không? Anh nói vậy là sao? Em biết lúc này má nói gì với anh không? Má nói là trước kia chính em nói với má, hoa hồng là loài hoa em thích nhất. Nhưng lúc nãy em nói em thích nhất hoa cẩm chướng. Còn nữa, hôm nay lúc em tới công ty tìm anh, em đã gặp một đồng nghiệp làm chung phòng với em hơn 2 năm, nhưng em lại tỏ ra chưa hề quen biết. Chắc là em sơ ý, không có nhìn thấy.